đâu đó tôi đang để coi coi Lia thách xô cái gì anh em tụi tôi luôn á, là đang dạo này Lia đang chuyển hướng qua, đang muốn là ông hoàng thách xô mọi người à. Lia nó đang định đá chén cơm của PC nhưng mà khó lắm Lia à. Có cái công việc gọi là thoải mái mà có gọi là cái khoản tiền gọi là vừa đủ dư nuôi gia đình, nuôi cuộc sống đồ hơn được biết bao nhiêu người đó anh em. Nhưng mà nếu mà không có anh ba làm gì có tụi tôi đúng không, bởi vậy anh em nhiều khi nói nịnh chứ nói chuyện nó bình thường không có kích vợ. Nhưng mà mọi người phải công nhận không, cái này riêng bản thân tôi cũng phải công nhận mà bên Misi Casso hay thiệt. Tôi không biết ra câu chuyện ở đâu ra mà gọi là nói hoài nha, mà nghe rất là cuốn nha. Ngay cả bản thân tôi là tôi còn phải chấp nhận điều đó mà. Còn tôi không làm được vậy. Tôi thắt xô tôi không làm được. Nói cho nên bây giờ tôi mất hết thời đó mọi người. Tôi mà làm được, bây giờ tôi có thời rồi. Thôi nhắc một nha, cảm ơn em nhiều nha. Cờ ly đót là sủa sâu chứ tóc sâu gì. Không, cái này là nói thật. Cái này mình nói thật, mình chia sẻ thật. Mà tôi biết ơn là cái đó là chuyện bình thường mà anh em. Vậy cái cũng giận lắm lắm chứ bộ, có nhiều vụ anh ba rồi mà tào lao lắm. Chửi tôi, chửi ông Kiết, chửi ông Belen, chửi ông Bảo. Có đợt có chửi Sena nữa. Nhiều khi anh ba cũng chửi tào lao lắm mà tụi tôi biết kiểu cái tính. Thôi. Mày cứ im thôi. Nè, thằng Tam mà chưa bao giờ chửi tào lao một bất kỳ một ai. Bản thân phải như thế nào mới chửi. Làm thì không ra làm. Suốt ngày trong làm xong tới đúng giờ mình xong cái liền mày lết giá đi ngủ. Ngủ xong đi chơi. Ngủ xong đi chơi, rồi xong rồi tối coi đá banh. Tối ngồi sau ngày mở bán. Vậy là cả chửi. Vậy còn cả chửi. Làm thì không chịu làm. Làm để phát triển thì kiếm tiền thì không chịu làm. Toàn làm tào lao không rồi kêu không chửi. Cảm ơn 056 rồi, cảm ơn em nhiều. Vậy thì không chửi rồi. Đừng cãi lại, đừng làm gì hết đó. Mày gato, không có gato. Tính ông cũng vậy, ông chỉ chửi thời lúc đó thôi. Chứ qua mấy lần sau là em sẽ hết. Đợt ông không có thời đuổi, thời điểm ông tính đủ nguyên đám mà. Kìa tụi mày lị chó vậy. Kìa anh nói đéo được tụi mày. Phần anh ba hiền á, nên là tụi tôi nói thật với anh em là lợn thiệt. Không phải hết nghe nhau không đó. Nhưng mà kiểu vui là được. Kiểu đó giờ luôn á anh em. Thời điểm ông bực ông kêu là ông bắt tụi mày đi hết luôn đi. Tao về nhà tao làm. Cái được tầm đâu 3 đến 4 ngày à. Hết đúng không? 3 đến 4 ngày hết là bắt đầu kêu đi nhậu đi. Đi ăn đi. Đi du lịch đi. Đó là vậy. Đi Vũng Tàu rồi đó anh em, đợt đó đi Vũng Tàu rồi đó. Giờ có quạo không anh à? Quạo đầy em ơi. Giống như đợt ổng bị mất kinh rồi ổng nãy như tôi kể đó anh em, bị mất kinh rồi bị chuyện này chuyện kia nó tới dồn dập quá, đâm ra ông buồn. Giờ về thiệt. Ông cũng chửi tụi tôi, ông sùm hết á. Giờ về thiệt. Không mà về nhà chim cho nó khỏe anh em. Về nhà chim xong có mày lăn ra nằm. Về nhà chim xong mới lăn ra nằm ngồi nghỉ, nằm nghỉ liền á, nó khỏe lắm. Xong rồi chim xong cái lăn ra nằm uống ăn uống cái nó khỏe mọi người à. Nó khỏe. Bây giờ anh em nghĩ cái tôi qua bên kia. Đợt trước là qua bên kia là kiểu chơi mà anh em chơi cho gọi là tối chơi cho nó đông cho nó vui. Thì tôi thì tính tôi là cũng gọi là ham vui á. Nghĩa là ở nhà mà nhiều khi chửi thề bồi viên nó nghe được, nó lại chửi anh ba. Nó lại kêu công an bắt anh ba nữa, cho nên anh ba nói thề thôi. Thì qua bên kia vừa làm mà gọi là có vui này nọ cái thứ. Chim cứ 8 giờ lên chim, nếu thấy bóng nặng lồn nào cho tới nhiều khi tới 1 giờ đêm. Nhiều khi tới 1 giờ đêm, thì thôi nhà chim mẹ nó như rồi. Nhà nhà chim mẹ nó như là anh em nghĩ đó đúng không? Đợt trước tôi qua một bệnh được chim đúng không? Có ai đéo đâu. Thằng thì điệp mẹ mày. Thằng thì lúc nào trong đầu ôm một cục nợ trong lúc nào cũng trong đầu suy nghĩ là hôm nay on in cái kèo gì để gỡ nợ. Thằng thì mày ngủ trương giái xong rồi đi. Đó thằng nào cũng đi hết. Thằng lôn nào cũng đi. Rồi chẳng lẽ bây giờ tôi là ví dụ như tôi chơi game hay cái gì đi. Chẳng lẽ bây giờ tôi chơi game. Cái tôi chơi game này game kia. Cái tôi kêu tụi nó vô chơi. Rồi xong tụi nó cũng vô chơi. Mà vô chơi cảm giác tụi không có vui. Hiểu không? Giống như kiểu chơi một cái chơi game gì đó. Chơi giống như kiểu chơi Bumble Party đi. Ngồi vô chơi. Ngồng tới cái lượt của ổng. Lỗ xí ngầu rồi. Ổng quay hôi lại. Đéo thấy ông đổ. Quay ra sao tưởng ông làm gì. Đang lướt web mọi người ạ. Đang lướt web. Đang lướt Facebook. Đang coi phim.
đang lướt Facebook, đang coi phim, chơi kiểu cha bài á, thôi kệ mẹ tôi đó. Kiểu bọn nó là kiểu thấy đủ á, kiểu như thằng nào đấy cũng đang mười mấy 20.000 view bên Nemo rồi, thôi đủ rồi. Tháng chim sương sương, ngày 3 tiếng, 4 tiếng có tiền. Thấy không? Còn tôi là tôi phải làm nhiều thứ. Tôi phải thức sớm 3 giờ rưỡi. Nếu mà là có giải để tôi bắt chen, để tôi có content tôi làm, tôi chim, để tôi có cái tôi xạo lồ. Rồi buổi tối thì tôi cũng phải kiếm cái gì đó để tôi reaction cho anh em đổi gió vui vẻ. Rồi lâu lâu tôi cũng phải chơi game khác, để chi tôi đừng có bị nhạt dần, bị nhạt mồm rồi xong anh em bỏ tôi đi. Để chi anh em đéo bỏ tôi đi thì để cho tụi nó để cho tụi nó có cái bấu víu vô để tụi nó kiếm tiền. Bây giờ tôi mà gãy đi, ví dụ tôi nói thiệt ơi, tôi stream mà anh em đéo xem tôi mà gãy đi thì tôi kéo được ai đâu. Bản thân tôi còn lo chưa xong nữa, tôi đi kêu bên Nemo hay là này nào các thứ, kêu là tôi dắt đeo theo mười mấy thằng. Đây, mấy thằng này là gamer bên em đấy. Mấy anh chị ưu ái cho nó nhé. Mày kể cọc không? Cái này là nó thật mọi người ạ. Cái này là nó thẳng, nó thật. Đó, tụi nó chỉ biết là có bao nhiêu đó thôi. Tụi nó chỉ biết là tao đang làm vậy được. Là tao có tiền rồi nè. Là tao chơi bời nè. Vậy thôi. Nó chỉ biết vậy thôi à. Mấy thằng lồn này không biết nghĩ xa mọi người ơi. Mấy thằng này kiểu là đều làm xào ngày nào qua ngày ăn ngày đó đó. Để hỏi sao mà tôi không cọc. Hỏi sao mà tôi không cọc, tôi nói thiệt luôn á. Làm vậy đéo cọc. Đó giống như kiểu là tôi nói hẳn luôn, giống như kiểu bây giờ mà ngồi chơi Liên Minh hoài đi cũng đâu có được mẹ gì đâu, đúng không? Ngồi chơi Liên Minh hoài cũng đâu được mẹ gì, ngồi chơi cờ hoài cũng đâu được mẹ gì đâu. Chơi ngay cả chơi cái game GTA trước là mùa dịch nó còn hot, rồi sau nhiều người ta thích coi, rồi sau này thì người ta cũng đâu có thích coi đâu. Mình phải có nhiều cái để này đó các thứ để mình phát triển chứ, chứ đâu phải là mình cứ gọi là xong công việc của mình xong rồi là xong. Vậy thì mình đâu phải là gọi là làm nghề. Bây giờ cái nghề chim này đã là một cái nghề rồi. Mà đã là một cái nghề rồi, mình phải gọi là phát triển nó lên nữa. Chứ cứ dặm dặm ngay tại chỗ hoài. Dặm thì đó, bữa nào tôi dặm đi đó. Đó là lý do tại sao mà anh ba kêu thêm, cái kiểu anh ba kêu thêm là thằng Ti nè, rồi thằng Sina này nọ các thứ nè. Để chi? Để nhiều người á, để nhiều người, khi mà nhiều người như vậy á, lâu lâu mình có gọi là content gì á thì mình làm chung, mình chơi chung. Như là hồi xưa đó, tụi bay thấy không, anh ba mở cái team FPTC đó, là anh ba cũng là cho tụi nó chơi tạo giải này nọ, kiểu tạo kết tinh này nọ, kiểu chơi lâu lâu vui vẻ, này, thay đổi vui vẻ, nhưng mà đánh ngu như chó vô, sao đâu dám nữa đâu. Có tôi bị xong mấy cái lần mà đánh kích tôm xong vô đánh giải thua, đâu dám mở kích tôm nữa, mở tôm nó bị chúng chửi, mở tôm nó bị chúng chửi, chúng nó chửi mọi người à. Lúc đầu đó thì thôi đánh thắng đi, vô địch hay là gì đi, kích tôm thoải mái vui vẻ, có content chơi hoài, đâu dám mở nữa. Kích tôm mà nào là ít Azi Super Judio thì là nhiều thứ quá, phải cả lòng nha. Tới giờ thấy không, đập cái team với em ra xong, team với em mùa đông đâu dám nói gì nữa, đâu dám kêu ngủ Lào hay ngủ DK gì nọ chơi chung đâu. Gào trước đó, gào trước chứ không thôi, mùa này mà hạng 7 xong cái quay qua đổi thừa, mày đặt tim ra á thì á mày đéo cho tụi nó chơi hạng. Mày suốt ngày mày kêu tụi nó chim xong mày vô mày kết tùm, mày kết to, mày kết cái mụ nội nhà mày hả? Nó chửi đó, nó chửi đó, nó lo cái hình được mà tôi chụp ra, nó lo cái hình tôi mặc cáo dép xong cái tôi chụp, tôi ngồi trên cái ghế này nè, tôi ngồi sau lưng cái ghế oxin này nè, đó đó, xong nó dán cái dòng chữ này lên, nó tát thẳng vô mặt tôi, chúng tôi không đấu hài đó, vậy đó, chúng tôi không có hài, để nó chửi, để nó giả vô cái mặt tôi. Mày kêu chúng tôi không đấu hài mà tối nào mày cũng kêu tụi nó đi đấu hài với mày để mày kiếm view, ác ôn chưa? Từ công việc tới cách đi cày, không bên ngoài đi cày, ông chửi, đi chửi em thôi,
Cảm ơn Đức, cảm ơn em. Sao rồi anh không cãi à? Có chứ. Đợt có thời điểm tụi anh cãi lại mà. Nhưng mà mãi sau này kiểu cãi nhiều nó cũng đủ đi đi tới đâu đâu. Làm cho chuyện nó căng thẳng. Ủa cãi, có cãi hả? Nghe thôi em, giờ cứ ông chửi thì nghe thôi. Ủa có cãi hả? Ông chửi cũng được hết rồi. Rồi đâu cũng lại. Nó đúng quá mà sao cãi được. Không có cái gì cãi được mà. Thiệt. Hầu như không, tại vì không có cái gì cãi được hết á. Chắc nhiều khi chim ngay giờ mà ba không để ý chứ. Chỉ có đợt có mấy anh em gửi mail tôi mới mắc cười à. Mấy anh em nhắn tin rồi gửi mail cho anh ba kêu anh ơi. Lưu dạo này nói chim trẻ nhiều lắm. Trời ơi, chung kì, chim kinh hề. Tối đó ông nhắn tin tôi. Anh ba còn mà làm gì mà bị mắng dốt kìa. Chuyện như AI2, AI3 đó nhá. Đợt đó chơi đều. Có bọn nha. Không, đợt đó tôi với anh ba dính võ lâm thiệt. Tại chơi tới rạng sáng xong rồi chơi chơi thuyền. Rồi đợt đó không chơi cờ nhưng mà chơi mấy cái game gì á. Nói chung là dạng các con game khác. Nè, là cái gì? Đợt nè. Chơi chim thì chim trễ. Cái lịch chim của mình là 4 giờ. Mà 5 giờ rưỡi 6 giờ mới chim. 5 rưỡi 6 giờ mới chim. Ủa hình như là lịch trước đó là 2 giờ, 2 mấy 3 giờ gì đó. Mà toàn 4, 5 giờ mới về chim. Chim lấn qua giờ, bé lên nó chửi cho. Mày chim cái gì mày chim vô giờ tao hoài. Tao chim nó không được bao nhiêu rồi tao dính giải nữa, rồi mày nữa. Nó chửi cho. Nó chửi vô cho cái mặt. Nó rút nó mang nhục. Bị chửi không à, còn bị bé đang chửi không im như hến, dám hé ho hé đi cái đồ quyền, cái sưng, cái con mắt giống như đợt trước. Cảm ơn ba một năm, cảm ơn em nhiều nha. Ngồi nhiều bị đau lưng thì bạn sử dụng cái Osim đi, massage thoải mái đó. Đợt đó tôi đổ thừa cái này, đổ thừa cái kia. Giờ còn chơi không hay bán à? Ly thì vẫn chơi, vẫn chơi với anh em trong ban. Có anh ba là bán rồi. Cái vấn đề của anh tao chưa bán, mày lấy à tao đó. Đợt tôi cũng hỏi còn nhiều khi là qua năm ông mới qua. Mọi người ơi, sẵn đây á, thằng Liên nó đang cầm cái ạc của anh, ạc võ lâm của anh ba mọi người. Thì thật sự mà nói là anh ba cũng không có thời gian để anh ba chơi mọi người. Thật sự mà nói là tôi cũng không có thời gian để tôi chơi. Đó, thì cái ạc đó hiện tại bây giờ là bui đồ cũng khá là chuẩn, ngũ hầm. Rồi khảm này khảm kia, khảm đầy đủ hết. Cái gì cũng có, xương. Bí kíp thì 4 cuốn thì bạn mình mắc hết cái điều bạn bí kíp. Mọi người bây giờ mà mọi người thì bạn muốn mà gọi là muốn mua về đó. Mọi người chỉ cần mua một cái gì đó đổi phái hay là cái gì đó là xong ha. Đổi phái hay gì đó là xong. Thì đợt trước là tôi nạp chắc cũng khoảng 60 triệu. Thì bây giờ là chắc bán lại thì coi như là góp giá đi ha. Bán lại góp giá. Bây giờ tôi ra đi con ngạc của tôi giá 20 triệu, thông tin đầy đủ chính chủ, có quen biết với lại Vina Game bảo kê cho mọi người luôn. Có quen biết bảo kê cho mọi người cái con game đó. Phải ổn định hẳn rồi mới qua. Ông sợ chết. Anh kêu đi tới đi lui thế này thế kia. Tụi mày đi vòng vòng tụi mày không sợ hả? Chứ tụi tôi kiểu còn trẻ mà, với tụi tôi ở đây á nên là vấn đề gia đình. Giờ ông lấy ở nhà hoài nó bí bách lắm anh ơi. Cái này tụi em cũng đi ra đường cùng lắm rồi đi ăn thôi. Tụi em đi mua đồ cái tụi em về liền mà. Cái ông chửi. Tao đi về nhà tao chìm cho chắc cú. Anh nghĩ anh ba rất là kiểu lo gia đình. Cái đó không trách được anh em ơi, ai cũng vậy mà. Bản thân mình không sao chứ mà nếu gia đình thì nó nặng nề lắm. Nên ổng đi về. Tại vì phần đúng anh em, có con nè, còn có mẹ nữa. Tụi tôi ở đây, ví dụ mà tụi tôi có bệnh thì cũng lay vòng vòng. Anh vậy nó bị ngáo lâu, cho... Thằng Bọt thì nó bị ngáo. Nó cướp nhiều nó bị ngáo mọi người à. Ừ. Thằng Bọt là trong tim là có thằng Bọt kiểu nó ngáo nhất ngáo đã. Chứ tôi không biết làm sao, chắc là do ăn cướp nhiều. Bữa bang chủ kể bang chủ nạp 200 TIR mà giờ bang chủ bán rẻ về. Mà tụi tôi ở trong nhà bí bách thiệt. Tại tụi tôi kiểu chân đi mà. Thằng thì đi đá banh. Thằng thì thích đi ăn uống, thằng đi đưa mua đồ rồi. Với lại nên kỹ vậy, hợp lý anh em. Anh ba nên kỹ vậy đúng rồi. Mà tụi tôi cũng kỹ mà, tụi tôi đi ra đường tụi tôi xịt khuẩn đầy đủ kỹ lắm. Đeo khẩu trang. Rồi về nhà là sẽ xịt xung quanh nhà nữa. Chưa thấy đi massage hoài nha. Đầu tay trâu. Chưa thấy đi massage hoài đó. Kiểu chửi nghe. Đó mặc được quan điểm là nghe đâu là đi massage hoài đó. Chửi nghe đó. Chứ bực lại đánh không lại đó. Bực lại đánh không lại đó. Đem phá tướng không chắc. Giọng thằng chắc chết. Bằng lòng nào trời đánh má mày. Truyền nhiễm vô lỗ tai tôi bực đánh ba vậy. Ảo nha. Hổn. Có một kia mày ra đánh được với anh ba chứ dưng võ đánh được.
Tào lao nữa đồ. Tao mà cởi cái áo ra sao giờ em lao nói gì? Cái rồi. Thế chân tem của thằng nào thức đêm gõ bóng rồi bị ông già đuổi đi phải không anh Ly à? Thôi mà vấn đề này tướng quá. Anh em tắm nghĩ cái rồi đi. Biết cái tính anh Mai, anh em tự đáng già đáng non đi. Tôi ở trong câu chuyện tôi sẽ không kể đâu. Tướng đó rồi, sao cho chiều mà đi liền. Khó quá cho qua đi, gì khó quá cho qua đi. À tôi biết em Long mà. Nó hờ với anh em tôi lâu lâu nó ngồi rồi còn cái con xe nào mà anh em. Anh em biết rồi, nó là cái thằng hài cốt nhưng mà đi sai đường thôi. Nói chung mỗi thằng một cuộc sống mà. Nên nhiều khi anh em nhìn cái góc nhìn của anh em kêu là chưa học võ đó. Đúng, cái việc này không nên. Nhưng mà cái người khác người lại kêu là mày giờ cuộc sống của tao nó chọn vậy đó. Mày đu cản tao được. Không, thằng mà em cái vấn đề mà Senna nó tốt là nó tốt thật mà. Em cũng biết ông nó với Kid là hai cái người mà lúc anh mới kim là hai người giúp đỡ nhiều lắm được. Rồi từ lúc mà anh không biết chịch thời với anh em tôi chơi game, nói chơi game cả mười mấy hai chục năm trời chứ đau game nhiều khi tôi còn biết đau đợt tôi đau cái màn tôi kéo cái màn hình game vuốt qua cái desktop á chứ một mong tôi kiểu cái mở màn hình game lên tôi kéo cái logo game ra mới bãi lộn. Senna chỉ tôi nè, rồi Kid setup cho tôi, Kid đưa tôi mượn máy, nó là hai anh em được mà giúp đỡ tôi trong công việc đó. Chứ anh em nghĩ đi, giờ khoan nói cái vấn đề mà đúng sai đi, giờ chỉ là anh em ở với nhau ít nhiều gì cũng 3-4 năm trời. Mày sầm lồn hơi nhiều rồi đó, mày sầm lồn hơi nhiều rồi đó. Cũng khác thì gia đình đâu. Mà giờ nó vậy thì sao giờ? Sầm lồn hơi nhiều rồi đó. Rồi, không bọn lúc đó nó đu có bọn lúc đó chưa vào tem. Gọi anh ba à, thôi tầm này không gọi anh ba đâu. Nhiều khi ông đang bực gọi ông chửi tôi nữa. Anh ba bốc hơi nhiều rồi đó. Đang ngồi không sao gọi điện. Mày này có biết anh đang biết bao nhiêu việc không? Anh đang sấy mét trời đánh này. Anh chửi lầy nữa. Anh ba có từng chửi anh không à? Chửi mà chửi nặng á, không, hầu như chưa bao giờ chửi nặng đó. Chỉ có hỏi là mày thế này thế kia, mày vụ này vụ kia rồi. Cá thường cái tính anh có chửi, có chửi một lần. Tôi có chửi nó rất là nặng một lần. Cái lần mà nó đi mua nhà á mọi người. Nó đi coi nhà. Nó đi coi nhà xong cái nó định mua cái căn nhà gì ở ngoài ở bên hình như là ở ngoài Bình Chánh đó mọi người. Ngoài Bình Chánh. Nó đòi nó kêu là căn nhà đó hình như là 5 tỷ mọi người. Ờ nhà đó 5 tỷ. Rồi nó đòi là kiểu mượn anh ba 500 triệu, mượn ba 500 triệu để đặt cọc. Để đặt cọc xong rồi người nào đó mới cho nó mới cái bà bán nhà đó mới cho nó kiểu giống như trả góp. Mà lúc đầu là tôi kêu tưởng trả góp là nó kêu tưởng kêu là đi vay ngân hàng. Nhưng mà không, là cái bà đó bán nhà cho nó đặt cọc xong rồi bà đó cho nó trả góp mọi người ạ. Mà lấy tiền lãi hay là cái gì đó, tôi nói cái lồn gì vậy? Thường là mua nhà là phải đi vay ngân hàng. Thường là mua nhà phải đi vay ngân hàng. Nhưng mà nó lại kêu bà đó cho vay. Tôi cũng chưa hiểu lắm mọi người, cho nên tôi chửi nó mọi người ạ. Tôi chửi nó ngu. Xong rồi tôi dẫn nó đi coi mấy căn nhà vừa tầm của nó. Tại vì tiền của nó hiện tại bây giờ là tầm 2 tỷ, 3 tỷ gì đó. Thì tôi dẫn mấy căn nhà vừa tầm tôi hỏi con mấy bên chỗ mà bán nhà cho tôi bên đây nè. Thì dẫn cho nó đi coi mấy căn nhà 2 tỷ, 2 tỷ mốt cho tới 2 tỷ rưỡi. Đó thì hình như là chốt được căn bữa hôm quay vlog rồi đó. Chốt căn đó là hình như là cũng 3 tỷ hay là gì đó ai biết. Đó thì vừa sang đi xe lợi thì tự chốt. Nói nhưng trang chốt mọi người à. Nói chung chung anh em, ít nói mà kiểu một cá nhân nào lắm. Mà chỉ nhắn vô group chung anh em. Tụi mày suốt ngày thế này, tụi mày như vậy, tụi mày thấy được không? Rồi tụi mày không nghiêm túc trong công việc. Rồi tụi mày tham chơi. Thằng thì đúng xào heo luôn, tôi muốn thở. Đó, có thời điểm ông chửi căng quá, ông đuổi đi hết luôn mà. Rồi tụi tôi cũng tính đi đó chứ. Nhất là tôi nè, tôi sợ đi rồi không ai lo cho anh ba nên tôi chỉ đóng anh thôi, tôi ở thêm thời gian. Sao mày không đi luôn đi? Sao mày không đi luôn đi? Mà tôi mắc cười, giống như bây giờ tôi kể anh em nghe đi. Anh ba kêu ngồi họp đúng không? Nguyên đám ngồi họp xung quanh nè. Cứ anh ba nói hoàng kiếp. Em biết mà. Chỉ qua anh tôi thì dạ. Chỉ qua anh em kia nữa thì Em tu Vân ạ. Em u Vân ạ. Chỉ qua cái lên thì em biết mà. Mấy anh lộn này giống như đầu cây á mọi người. Đợt đó có bả thì ít, tại bả mới vô stream nên là không có vấn đề với bả nhiều. Lỗ tay cây á. Nó chơi nhiều cái chơi với tụi mày nhớ cái vụ mà thằng Bánh Len không? Tao kêu nó đừng keo chim nè, là cái thứ nhất. Đừng coi giải nha. Mày đừng coi giải. Mày đang trong team đó mày đừng coi giải. Giỡn keo.
đa số lì lắm, anh Ngâm chơi nhiều quá, y như ngày nào chơi trên mạng, y như cũ. Anh Ba nói tụi mày hiểu không, bây giờ tụi mày hiểu không, lì như câu anh giúp anh như vậy đó, dạ ăn luôn cho tụi mày thôi đó, cảm ơn Phương. Má hồi đó thằng Kít hay chạy intro một tiếng mấy ổng tức quá đấm nó xong cái kia mới lao ra đỡ nên mới bầm một con mắt đỏ cho em. Cái vụ gì Kít mà chạy để tôi mét anh Ba. Anh gì là ông có định nhị mới vô phim ra anh lị nhị chưa vấn đề, mãi sau này cũng chửi nhiều chứ. Có anh em ơi, anh em mà có coi phim đó đừng chửi, đừng áp lực, cứ làm trong vui đi. Chứ anh em mà làm trong buồn thì tôi cũng buồn vậy. Giống cái đợt kìa, có vấn đề tem không nhắn vô tem, nhắn cho tôi phải chuyển lời qua lại nữa. Tôi nói sao anh Ba không nhắn vô trong group luôn đi. Mày nói đi. Bại mẹ anh. Bực quá anh không nói nữa. Xong là tôi lại là cái thằng rồi nó quay đầu qua là tôi ở cửa giữa tôi ngồi tôi nói nữa. Nó mệt ghê chưa. À đợt có chửi tôi, ví dụ chửi tôi cái lần gần nhất chắc là chửi vụ trong võ lâm đó. Tôi treo tôi dảnh đi ải lấy top. Mà đợt đó tôi ngồi tôi coi vậy ta, tôi bị dính phim. Một máy thì ngồi mở đi ải một máy coi phim. Bình thường đi ải thì treo đi cho từ từ đúng không. Ngồi coi phim cứ vậy là anh em cứ ngồi nhìn màn hình. Ôi chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Anh nhắn tin Lê, đâu rồi Lê, con video cái kìa. Lê mẹ mà nhớ người đi chứ. Đợt đó chưa có ô tô anh em, đợt đó Võ Lâm nó chưa có ô tô là đi bằng tay anh em biết không. Đi bằng tay năm ngàn nó bất tiện thiệt chứ. Mà sau này thì lại lạm dụng ô tô nhiều quá nên toàn là quăng nó treo không à. Rồi tới lúc trong hành chiến hay là đi hoạt động rồi mới cầm vô thôi. Ổng quạo cái vụ mà Lâm An, nó đánh Lâm An mà đánh hoài không lấy được. Cái bang kia nó mạnh thật mà anh em. Bang này toàn là cái nhà lá vườn, anh em học trò FBTC không. Mà bên bang khác mà toàn là kiểu mấy thằng top server nó nạp. Nó vô, nó đánh không mà chơi bời nó gì lại tụi nó. Đã vậy anh em biết rồi. Mấy ông nội trong bang toàn giật dây kích động đi. Nghĩ là tức á. Và tốn 60 triệu cho cái game đó. Rồi ngon mà được con này. Không bao giờ mà lấy được cái mong màng đó. Mà mọi người hiểu không? Chiếm thành nó cay lắm mọi người. Toàn thua phút cuối không à. Toàn thua phút cuối không à. Cay lắm. Đi gây quơ không à. Mà mỗi lần tụi nó lấy được thành xong tụi nó lên kênh thế giới. Tụi nó ngồi tụi nó gũa. Nếu hiểu sao tụi nó cứ gũa tao thôi à. Nó cứ gũa tao thôi. Nó cứ đem thằng Ba Gà ra gũa. Cái bang của thằng Ba Gà, cái gang Tâm Cơ, thằng Ba Gà, chiến giái mũ này nọ kiểu. Bởi vì tao mới cay nữa. Bởi vì mới cay nữa. Cái server nó ghét cái bang tôi vãi ra luôn anh em, nó toàn đì cái bang tôi không à. Nó đánh cho mỹ chạy. À rồi cái đợt mà đi cột để chi nữa chứ, đi hoạt động không vô đi cột mà ngồi con đánh ra cái map hòa bình nữa ghê chứ. Đợt đó không biết có anh em nào ở đây xem nhiều không, là cái vấn đề là nhiều khi cái đó là chiêu trò mọi người. Nó sẽ có 5 map là 5 map là 10 con boss là thường là anh Ba sẽ hít đánh nhau. Mà đâu ngờ cái thời điểm nó lựa ngay cái map gọi là hòa bình, ổng bực BK lên cái. Ủa sao bực BK mà không đánh được tụi nó ta, trong khi setup các kiểu rồi, ai ngờ dính ngay map hòa bình mà ảnh không biết xem. Trời ơi trời, mà anh em bên chỗ khác thì bị đánh bê lộn chạy xong rồi tụi nó bị mất boss, tụi nó bị thế này thế kia, đánh thua người ta mà cay, ngồi chát lên. Hắn hôm nào con vậy? Hôm nào con ngu vậy? Còn có điếc còn đế chi không vào? Trời ơi là trời, tụi hay nó nói ba vậy tôi chửi. Rồi tôi chửi quạo quá mà tụi nó cãi nữa chứ. Có ba thằng nó cãi nữa nên đâm ra nữa, ông già ông nghe. Kinh hết. Bực quá ông kích hết luôn. Mẹ đó. Anh em mình vào bãi khác chơi còn không thôi đổi server luôn đi. Lúc đó anh không nghiện. Bây giờ còn chơi không à. Giờ hạn chế rồi em ơi. Phần nó không có gì. Ôi chết hết. Má tính ra anh em biết bữa tôi vô tôi coi cái ngày mà server không. Cái ngày mà làm server anh em biết là nó ra được bao lâu anh em. Tao ban chủ mà. Tao có quyền. 40 mấy ngày. À chơi, chơi cũng lâu rồi chứ. Để là bây giờ thôi. Chuyện của Tem thì thôi cứ để cho Tem giải quyết. Mong là anh Ba qua bệnh đó nói chuyện hết gì thì hết chuyện cũng tốt đẹp. Đồ má mà tính ra pha đó làm lẹ đó anh em. Pha đó tôi làm đúng lẹ luôn nha. Là vừa mới chạy nhau trong bàn xong cái tôi kích từ trên xuống dưới tôi để lại đúng là ngồng lia. Già rồi tính tự ái cao mặt cười. Tôi kích từ trên xuống dưới trong vòng 5 phút